Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 28, trang 48, luyện từ và câu. Bài tập số 1, trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì? A. Tôi là bèo lục bình, bích khỏi sình đi dạo, dòng mây trắng làm buồn, mượn trăng non làm giáo. Cây lục bình tự xưng là, cách xưng hô ấy có tác dụng gì? Như vậy các em đọc khổ thơ này thì các em thấy cầu tôi là bèo lục bình. Như vậy cây lục bình tự xưng là tôi. Như vậy các em sẽ điền vào đây là tôi. Rồi cách xưng hô ấy có tác dụng gì? Thì các em thấy cách xưng hô này có tác dụng làm cho lời kể của Lục Bình cảm thấy gần gũi thân mật như đang nói chuyện với bạn bè. Như vậy các em sẽ trả lời. Cách xưng hô ấy có tác dụng làm cho lời kể của Lục Bình gần gũi. Làm cho lời kể của Lục Bình gần gũi, thân mật như đang nói chuyện với bạn bè. Rồi tiếp theo câu B. Tớ là chiếc xe lưu, người tớ to lù lù, con đường nào mới đắp, tớ lăn bằng tăm tắp. Như vậy, chiếc xe lưu tự xưng là tớ là chiếc xe lưu, người tớ to lù lù. Như vậy thì các em thấy chiếc xe lưu tự xưng là tớ. Rồi cách xưng hô này có tác dụng gì? Thì chúng ta thấy khi mà chiếc xe lưu xưng là tớ thì nó tạo cái cảm giác thân mật gần gũi giữa người nói là xe lưu với người nghe. Như vậy cách xưng hô ấy có tác dụng tạo cảm giác thân mật. Tạo cảm giác là thân mật. Tạo cảm giác thân mật, gần gũi. Giữa người nói là xe lưu với người nghe. Rồi tiếp theo, bài tập số 2, viết vào ô trống bộ phận câu trả lời cho câu hỏi để làm gì? Câu A. Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. B. Cả một vùng sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông. C. Ngày mai muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Như vậy chúng ta sẽ viết vào ô trống ở bên đây bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì. Như vậy ở câu 2 này, các em sẽ viết cái bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì. Rồi như vậy ở đây các em thấy ở câu A, con phải đến bắt thợ rèn để làm gì, thì để là xem lại bộ móng.
Như vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi để làm gì ở đây là để xem lại bộ móng. Như vậy các em sẽ điền vào đây, đó là để xem lại bộ móng. Rồi tiếp theo câu B, kẻ một vùng sông Hồng nô nức. Nô nức làm gì? Nô nức làm gì? Nô nức làm lễ mở hội để làm gì? Tức là để tưởng nhớ ông. Như vậy bộ phận trả lời câu hỏi để làm gì ở đây là để tưởng nhớ ông. Rồi tiếp theo câu C, ngày mai muôn thú trong rừng mở hội thi để chọn con vật nhanh nhất. Như vậy bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì ở câu C này, đó là để chọn con vật nhanh nhất. Như vậy ở đây là những cái bộ phận trả lời cho câu hỏi là để làm gì. Rồi tiếp theo bài tập số 3, điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc là dấu chấm than vào ô vuông trong chuyện vui nhìn bài của bạn. Thì các em chú ý là chúng ta những cái câu đứng trước cái ô chấm đó chúng ta và xác định câu đó dùng để hay hỏi hay kể để mà chúng ta điền cái dấu vào cho thích hợp. Như vậy ở đây Phong đi học về thấy em rất vui, mẹ hỏi. Như vậy Phong đi học về thì đây là câu dùng để kể. Như vậy các em sẽ điền ở đây là dấu chấm. Rồi hôm nay con được điểm tốt à, thì các em thấy đây là câu hỏi. Như vậy thì chúng ta sẽ là câu dùng để hỏi, như vậy các em sẽ điền dấu chấm hỏi. Rồi vân thì ở đây các em sẽ điền câu trả lời, thì các em sẽ điền ở đây là dấu chấm than. Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long. Như vậy các em thấy con được khen nhưng đó là con nhờ con nhìn bạn Long thì là câu dùng để kể. Như vậy các em sẽ điền ở đây là dấu chấm. Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế. Mẹ ngạc nhiên, sao con nhìn bài của bạn thì đây là câu dùng để hỏi. Như vậy các em sẽ dùng dấu chấm hỏi. Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu, chúng con thi thể dục ấy mà. Nói như vậy thì chúng ta đã vừa điền dấu chấm hỏi và dấu chấm than vào chuyện vui nhìn bài của bạn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.